Demo cho anh em luôn này cái bộ này là AK nha à, gồm cối với lại uh, cassette tapi re, re với lại uh, tapi deck cassette nha ok chưa? một hiệu AK luôn nói chung uh, dạo dạo cũng có mấy anh em cần cái bộ kiểu như này nha để đề cò thì ví dụ cái bộ như này thì mình kiếm một cái âm ly cái sai nó cũng tầm tầm này luôn âm ly gỗ với lại một cặp lo máy cáo giống như vậy nha cái lo thì cái đây đặt vô cái kia Nốt thêm cái âm ly nữa thì nó cao bằng cái lo đó mà cái lo đó thì nó tới mười mấy triệu lặng mát nha anh em chơi thì giá vừa vừa thôi nhưng cái cặp ở ngoài kia này lo mỹ đó cũng được anh em cái cặp đấy vô năm nay cũng được nghe cối cũng được này lo đó cũng của mỹ luôn á lo đó thì uh, ba triệu mấy nha anh em ba triệu ba tầm đó nha cái cặp đó thì đưa vô cái này cũng được nó cũng ngang ngang như này nếu mình mình đề co á để mình rảnh rồi mình làm nha hẹn anh em có nhu cầu cứ zalo số này đi tại mình đang đi uh, nhiều khi anh em có nhu cầu á, rồi mình mình ghép cái lo nó vào này. Rồi mình đặt một cái âm ly nữa, anh em nhìn đỡ hình dung. Đó, rồi sau đó mình test chắc âm luôn. Bên cối. Ok anh em, giờ nói chung là giá nào cũng có nha. Anh em cần thì cứ nhắn cho mình nha. Sau rồi mình sẽ... À, mình demo cho anh em cái video đó anh em hình dung. Zalo lô số này nha anh em.